Thiên Hà buổi sáng ngày hôm nay. Đây là chữ đầu tiên và các trang sĩ cũng như các ông tổng cờ đang chỉ đạo cho các trang sĩ để xếp bộ chữ Mẫu Nghi Thiên Hà, và chữ đầu tiên đã chuẩn bị xếp xong. Chúng tôi trân trọng kính mời toàn thể quý khách thập phương xa gần đã trở về chiêm bái đế mẫu phủ dày tại phủ chính Thiên Hương
Xin được trân trọng kính mời quý vị, chúng ta hãy cùng tiếp tục di chuyển trở về tại Trung Du phủ chính Tiên Hương để cùng đến với chương trình lễ kéo chữ hoa triệu hồi. Đây là một nét cổ truyền, đặc biệt là trong nghi lễ phủ dày ca ngợi của các vị thánh nhân cũng về Đức Thánh Mẫu ngày hôm nay, và cũng là một nét gìn giữ bản sắc dân tộc của lễ hội phủ dày. Chúng ta hãy cùng nhằm bảo tồn và gìn giữ phát huy, cũng như đặc biệt hơn nữa ngày hôm nay được đón rất nhiều những tình cảm của bà con nhân dân đã trở về tham dự chiêm bái và dự lễ hội kéo chữ tại Phương Du phủ chính Tiên Hương. Để tất cả quý vị bà con nhân dân chúng ta sau khi chiêm bái tại cửa mẫu, xin trân trọng kính mời quý vị chúng ta cùng di chuyển ra Phương Du phủ chính Tiên Hương để cùng thưởng thức và chương trình nghệ thuật của các nghệ sĩ nhà nghệ thuật truyền thống. Sau mỗi buổi chữ sẽ được diễn ra tại không gian văn hóa tâm linh Phương Du phủ chính Tiên Hương. Và gửi tới quý vị đại biểu, quý bà con nhân dân xin được trân trọng cảm ơn và trân trọng kính mời. Cầm lên nhau đâu. Chư mẫu đã xếp xong, xin mời lão trượng xuống duyệt chữ ạ. Thank you.
thưa các nhân viên lãnh đạo, kính thưa chủ nhà đồng đền và tất cả các quan viên bộ phận kéo chữ và bách gia trăm họ hôm nay. Bộ phận kéo chữ của phủ chính Tây Hương chúng tôi đã kéo xong chữ mẫu rất đẹp và rất chuẩn chế. Xin nhắc nhở các tráng sĩ, chúng ta tiếp theo chữ nghi, chúng ta phát huy chữ trước, kéo thật đẹp hơn chữ trước. Và rồi bộ chữ mẫu nghi thiên hạ, chữ mẫu đã được xếp xong. Lão trượng và nhân dân ta khen rất là đẹp. Các tráng sĩ cho một tràng pháo tay. Tất cả các tráng sĩ chú ý này, tất cả dựng dậy, chưa đứng dậy đâu ạ, dựng dậy. Các tráng sĩ chú ý, chúng ta đứng dậy. Cần được hàng một ta đi cửa Việt Nam bằng cái quyền cửa phía Bắc, cần được ta đi được hàng một. Vâng, kính thưa quý vị, như vậy là bộ chữ mẫu nghi thiên hạ, chữ đầu tiên, lão trượng và ông cầm cờ. Ngày hôm nay tất cả quý vị đã tham dự với chương trình lễ kéo chữ Hoa Trượng Hội năm 2023 tại phủ chính Tiên Hương. Bộ chữ mẫu nghi thiên hạ, chữ mẫu đã được tráng sĩ xếp rất là đẹp và lão trượng đã khen cùng với quý vị chúng ta. Hãy dành một tràng pháo tay thật lớn hơn nữa để chúc mừng các tráng sĩ ạ. Vâng, kính thưa quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với chữ thứ hai trong bộ chữ mẫu nghi thiên hạ, đó là chữ nghi. Và trước khi đến với các tráng sĩ đến chữ nghi, chúng tôi trân trọng kính mời quý vị chúng ta sẽ quay trở lại với các nghệ sĩ của nhà hát được truyền thống tỉnh Tây Ninh với những lời ca tiếng hát chào mừng chữ thứ hai trong bộ chữ mẫu nghi thiên hạ. Xin chào kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bài hát của nghệ sĩ Tú Ngọc Hường và nghệ sĩ Thanh Mai để cùng quý vị bài hát chèo về quê. Xin chân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức. Hôm nay có
với sáng tác của nghệ sĩ Thu Phương với bài hát Trở Về. Sau đây xin được trân trọng kính mời toàn thể quý đại biểu chúng ta cùng đến với giọng hát của nghệ sĩ Thu Phương, cũng như đặc biệt là các trang sĩ đang xếp chữ thứ hai trong bộ chữ Mẫu Nghi Thiên Hạ. Xin trân trọng kính mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đến với một nhạc phẩm của nhạc sĩ Tuấn Phương, bài hát Trở Về. Trân trọng kính mời quý vị cùng lắng nghe. Chị ơi, bên lãnh đồng quê xưa.
sẽ cùng đến với lúc phần duyệt chữ đến từ lão Trượng. Xin được trân trọng cảm ơn và trân trọng kính mời các nghệ sĩ nhà hát nghệ thuật truyền thống tiếp tục quay trở lại với chương trình kéo chữ tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn và trân trọng kính mời quý đại biểu và con nhân dân tiếp tục di chuyển trở về tại Phương Du Phủ Chính Thiên Hương để cùng đến với lễ bố trí mặt trời một và chương trình nghệ thuật chào mừng. Tráng sĩ chú ý, tất cả chúng ta ngồi xuống. Cưa hạ gầy đúng không ạ? Tất cả ngồi xuống ạ. Thứ hai là chữ nghi đã được xếp xong, xin mời lão Trượng xuống duyệt chữ ạ. Hôm nay chúng tôi kéo chữ thứ hai, chữ nghi. Các trang sĩ chúng tôi kéo rất đẹp và rất hoàn chỉnh. Xin cảm ơn. Các trang sĩ chú ý, lão Trượng vừa nghe chúng ta xếp chữ hai là chữ nghi rất là đẹp. Các trang sĩ cố gắng ta phát huy đi. Tất cả chúng ta cho một tràng pháo tay để cổ vũ tinh thần. Vâng, như vậy là trong bộ chữ mẫu nghi thiên hạ, các tráng sĩ đã được lão Trượng cùng phong tổng cờ khen. Các tráng sĩ ngày hôm nay cũng rất là vất vả, nhưng mà đã có hai chữ trong bộ chữ mẫu nghi thiên hạ ngày hôm nay đã rất thành công và rất đẹp. Và một lần nữa thì quý bà con nhân dân chúng ta hãy dành một tràng tay thần lớn thần nồng nhiệt để khích lệ cho các tráng sĩ đã có sự chuẩn bị hết sức kỹ lưỡng về sức khỏe để ngày hôm nay cùng xếp bộ chữ mẫu nghi thiên hạ tại lễ hội Phù Dày năm 2023. Quý vị chúng ta hãy dành một tràng tay thần lớn thần nồng nhiệt dành cho các tráng sĩ đi ạ. Và sau đây thì trân trọng kính mời đội lân sư rồng chúng ta sẽ múa biểu diễn chào mừng chữ thứ 3 trong bộ chữ mẫu nghi thiên hạ. Xin trân trọng kính mời. Đề nghị chống đánh to lên tí nữa. Ngày nay thời tiết cũng rất là nắng, nhưng mà đó là những gì mà tất cả những con người con dân Việt Nam chúng ta được tính dâng lên Đức Thánh Mẫu. Và bộ chữ mẫu nghi thiên hạ đã đang được tráng sĩ xếp hết sức là đẹp và trang trọng. Và cũng một lần nữa thì cũng xin được trân trọng cảm ơn tới tất cả các tráng sĩ đã trở về tham dự với nghi lễ xếp chữ rất quan trọng của lễ hội Phù Dày năm 2023 buổi sáng ngày hôm nay tại Phủ Chính Thiên Hương. Và để chào mừng cho những chữ tiếp theo thì chúng tôi trân trọng kính mời toàn lân các đội rồng sẽ chuẩn bị múa biểu diễn chào mừng cùng với các nghệ sĩ của nhà hát nghệ thuật truyền thống và những lời ca tiếng hát để chúc mừng cho chữ thứ 3 trong bộ chữ mẫu nghi thiên hạ. Xin được trân trọng kính mời.
Vâng, xin được trân trọng cảm ơn đội dòng đá muốn biểu diễn chào mừng để đến với chữ thứ ba, đó là chữ thiên trong buổi chúng mẫu nghi thiên hạ. Và cùng quay trở lại với các nghệ sĩ của nhà hát cùng đến với để chúc mừng cho chữ thiên. Trân trọng kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bài hát mang âm hưởng dân ca quan họ Bắc Ninh, bài hát Tìm Em Trong Chiều Hồi Lim. Trân trọng kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với giọng hát của nghệ sĩ Xuân Lan và nghệ sĩ Lê Mai. Qua bến đò vâng, thưa quý vị, như vậy là các trạng sĩ cùng với cộng tổng hợp đang xếp chữ mẫu nghi thiên hạ, đó là chữ hạ trong bộ chữ ngày hôm nay. Và xin được trân trọng kính mời toàn thể quý đại biểu chúng ta, đặc biệt là tất cả quý khách thập phương xa gần đã trở về trong chương trình lớp phù dày tại Phương Du Phủ Chính Tiên Hương ngày hôm nay, cùng đến với lễ kéo chữ hoa trưởng hội. Đây là một nét đẹp của dân tộc Việt Nam chúng ta nhằm ca ngợi công đức tôn vinh của Thánh Mẫu. Đó là những nghi lễ không thể thiếu trong lễ hội phù dày năm 2023. Và chúng tôi một lần nữa xin trân trọng cảm ơn tới những tình cảm mà tất cả quý vị đã đến với chương trình lễ kéo chữ ngày hôm nay. Và cũng đặc biệt hơn nữa, sau khi chữ hạ được các tráng sĩ và lão trưởng duyệt xong thì các nghệ sĩ lại tiếp tục quay trở lại với chương trình để khép lại chương trình lễ hội phù dày năm 2023 tại Phương Du Phủ Chính Tiên Hương. Xin trân trọng cảm ơn và trân trọng kính mời ông Tổng Cờ cùng với lão trưởng sẽ chuẩn bị duyên chữ. Xin trân trọng cảm ơn các trang sĩ chú ý, chúng ta ngồi dậy, hạ hạ ngồi xuống ạ, chúng ta ngồi xuống, chưa hạ cái đâu ạ, chưa hạ. Quý này chúng ta ra đây. Lời chúc mạnh khỏe, bình an, an khang thịnh vượng. Xin Thánh Mẫu phù hộ độ trì cho quốc thái dân an, gia chung hạnh phúc. Xin hẹn gặp lại. Vâng, kính thưa quý vị, và để chúc mừng cho bộ chữ mẫu nghi thiên hạ ngày hôm nay, xin được trân trọng kính mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với các nghệ sĩ nam nữ của nhà hát với bài hát Cảm Hứng Thành Nam. Xin trân trọng kính mời quý vị cùng thưởng thức. Và một lần nữa xin thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo nam nữ nghệ sĩ diễn viên nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Nam Định, xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo. Ban tổ chức lễ phù dày đã tạo mọi điều kiện để các nghệ sĩ được trở về với lễ phù dày chào mừng và gửi tới quý vị chương trình nghệ thuật ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn.
Làm lính có công, làm đồng có phép, đức sốt thật không đồng có người nhảy.